tận đó này ai nét đại quốc chăm và phê là cùng một đoạn thân anh ăn xuống đấy mà mùi thiên hơn anh ông cà phê nát lụa chanh phong cứ miên tại cái đây phật phẩy miên tại cái đây phật phẩy đôi tuần xài chẳng tăng pro pro pray các bạn nè ai đó miên phong miên anh tích chúa lụa khảo này lụa khảo à xuống đây nè chẳng chẳng mơ anh nâng chỉ mua là than cứ đầm bay anh đang than trong hôn muôn mong mình mong khi bằng hai tí chừng nấu được bao kì kê rô xì ấy mình nước phòng ban bên nè cho nó một ngày một ngày bạn nè cái hai thằng nè viên này dốt đầu trăm trần nè viên này dốt đầu phây xlạ ta nè viên này dốt phát bắt bị sao cho ra tại tàn khỉa đặt phần hết bạn phần đó thế đó bạn đặt phần hết bạn phần đó ác khó kết thác trong hôn nhà mình mong rồi buồn mình mong xong án nữa ấy ngày nít trong sông tiên ở rộng bọc ôn bị chân luôn nè dân dân trời pháp phía phây xlạ như lần cầm ai kì cao như bạn tiết cầm ai bọc cực sầm tham mà đo lên tất đầy mai như tiết nè, này, chưa chắc nè, bờ sân chỉ cái bao nhiêu mà đó, cộng hồng nút chia được bạc kỳ, đại lưu viện đấy, quan ta bờ sân chỉ cái bao nhiêu bàn pi đó, nhà mày đâu anh, cộng hồng nút chia được bao nhiêu, nè, dân tê của ảm mắt, nè đặt bao nhiêu bàn mà đó, nè lúc cứ ảm mắt này, quan ta bờ bao nhiêu bàn mà đó thì đấy, dân luôn này thì đặt của ảm mắt này để tranh bao kỳ. Đó đấy bạn, tâm trạng ấm áp bổn. Chắc chắn là vì sao là phía của bác trong hôn nhé, không chiếm Facebook thật tiệt. Bà bố nát theo Facebook bật phía. Facebook bật khảo. Ấp nhiên thế. Facebook chiếm trong hôn xe bà càng. Rồi dùng. Nhưng chất bằng tích báo, lôi Facebook trộn. Đó đấy bạn, mùi khái. Pi quan liên nhạc chiếm chia ảnh tệ thị chốt bằng Facebook. Bộ ruộng tên ảnh tệ thị chốt pra free. Ảnh tệ thị chốt ấp pra free trở bằng lùi. Là bệnh sai của lịch trạng. Mùi thứ ngay trở bằng pram đô la ảnh kì. Đó đó. À free có bằng lùi. À ấp free có Facebook bằng lùi. Chân Facebook bật hiện đó. Nà, miễn ta upgrade, update account. Rừng mùi có server bỏ kì. Ai lấy đi trong công hợp vô liếc mà đừng rộp quán nét mờ chèo mẹ. Lái đoàn xã Facebook. Thấy hả? Bắt chạy thì chỉ kì phơ ở trang đại tổng nước. Đọc ấy ở một nút căn đại tốt chất. Một nút căn đại nghi sử dụng rào. Đó đấy bảo hồn. Cảm ơn mình trông bánh chạy ở đại cổ viên money game. Hai nâng bắt chạy thì chỉ. Nhưng sông tiên là bảo hồn. Cảm ơn mình. Rồi bảo mình chẳng thế nên nâng tay vùng về. Chuộc. Hai trông bánh chạy bao mà đoàn hai mà đoàn tiền. Nà, trong hôn nhân này cứ lông đắp tí phần phân nấy phần lật tập pháp này luộc đặt trên kia này lên bị phục lộ. Nà, bóng ngốc xoay cho bỏ ở biển này bị phục lộ tụng nấy để luộc đặt trên kia miếng bạc mục vòng khoanh tâm tài cao bao bàn bì chân ám chỗ khuôn là trong nâng đá lông đắp tí phần phân. Nà, nít trong hôn new skin trong hôn này ghê hấp bỏ lại bóng bộ đài lứa ná nâng nâng xin liếm cái miền này. Và đấy đấy. Và dân này. Mình này là cho bà đâu dân này. Cái nhóm bà rồi ngày dân này. Chắc mà khmer tịch nhé. Và dân này nó phía xa bà rán cái khmer. Và dân nó cứ khmer. Sẽ thay dân này. À khmer nhé. Và dân dân này cứ miễn lúc nắp đi buồn. Vòn khói cryptocurrency. Lông đáp tí năm phân nâng lại tình yêu tôi sắp xa về miên được nông vẹt trái nà nét nà tôi tôi sủa trong nối dạng mệnh còn là chân luộm bán thảo ô xua lê ngà nâng biết chi chồng này tụt mùi thế nè chân yêu tôi sắp xa mượn và ô cho mà thua ông bây nè đi đi nà cái mắt mẹ thì đắn mẹ nè nên gặp bì chân nam môn chạy chiếc mà ô hô ọc con mẹ bà ọc con mẹ tên bà bà trong tay bà sắp đỡ sơ sát cần truyền cần thương ô giọt nà cà mông gà ra là mẹ ăn sắp món á bà nhìn trang lắm nè sẽ cho khổng trọng món á
ទៅជួបសេដ្ឋីបាទទៅបែកគ្នាពីពួកម៉ាក់មិនសមមិនក៏ថាណាចាំជួបសេដ្ឋីអត់អើពួកម៉ាក់រឿងសេដ្ឋីឬអីចាំជួបអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងអត់អីទេចាំឯងនាំទៅជួបនៅបង្កកជិះឡានម៉ូរាប់ម៉ោងស្ទះផ្លូវចរាចរណ៍ផងហើយបងក៏ទៅនាំខ្ញុំទីអ្នកប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងទៅចូលខុនដូឡើងទៅខុនដូជួបសេដ្ឋីហ្នឹងទៅទូប៉ិតយំសោកថាបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរចេះដកដាំខ្ញុំអ្នកឯងចេះថាថាការងារហ្នឹងអត់មានអូហ្វីសអត់មានអីផងអាឡឺបើអូហ្វីសនៅស្រុកខ្មែរមួយមកអាទៅរស់ឬគាត់ច្រើនដងទៅគាត់បញ្ជូនលោកស្តេហ្វានដល់មកបើកអូហ្វីសនៅស្រុកខ្មែរសេដ្ឋីមួយនេះបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាថ្ងៃមុនអាទិត្យមុននេះកូនគាត់មកលេងបាត់ទីយ៉ាគាត់ថាបើកឲ្យជុំណាស់ទីងមួយថ្ងៃ7ថ្ងៃ5 10ថ្ងៃនឹងចាំទីងឯងជុំមកស្រីឲ្យតែជុំអស់គាត់បើកឲ្យទីងរឿងនេះមិនអញ្ចឹងព្រោះចំណូលគាត់ឥឡូវវាឡើង5លានមួយខែ5លានដុល្លារមិនមែនជារឿងលេងសើចទេអានេះចំណូលសេរីមុននេះដែរចំណូលមុនមួយខែប៉ុណ្ណឹងឈ្មោះគាត់មួយខែ4លានឥឡូវនេះមួយខែ4លាន8សែន4លាន8សែននៅក្នុង slide ថ្មីដែលខ្ញុំចូល check បងប្អូនចូល check នៅក្នុង www.businessforhome.org ពេលនោះមកឃើញហ่ะអញ្ចឹងមើលគាត់ខ្វាញ់ទៅអាយុការ2ឆ្នាំត្រាក់តែនៅលំដាប់ទី1អ្នករស់លុយបានច្រើនជាងគេលំដាប់លេខ1អង្វេ50ឆ្នាំធ្លាក់មកនៅលេខ3 55ឆ្នាំមកអង្វេណាហើយនឹងក្រុមហ៊ុនអេផ្សេងៗទៀតនេះសត្វតែជាក្រុមហ៊ុនដែលកើតមុនខွန်ខွန်ឆ្នាំហត់បន្លាយ35ឆ្នាំធ្លាក់មកនៅលេខប្រហែលចំណូលអ្នករស់ជ្រុលចូលច្រើនបំផុតប្រហែល 100,000 មួយខែទេវត្តខ້ອຍក៏ណាត់ទៅលឿន2ឆ្នាំមានអ្នករកបាន4លានហើយមិនមែនមានតែចូល51ទេបាទតិចទៀតមានចូលសមិទ្ធិដែរក៏មិនដឹងណាបាទមានចូលពុទ្ធិក៏មិនដឹងមានចូលពុទ្ធិនេះក៏មិនដឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺរឿងនេះគឺមិនធម្មតាទេបងប្អូនណាក្រុមហ៊ុនមួយក្មេងខ្ចីប៉ុន្តែមានអ្នករកស៊ីបានដោយសារក្រុមហ៊ុននេះខ្លាយជាមហាសេដ្ឋីជាងសិទ្ធិរបស់បានទីចិត្តបាទណាអានមិនមានប្រសាសន៍ណាបាទហើយពួកគេនោះហោះហើរជុំវិញពិភពលោកតែបំរៀនហើយសម្រាប់ពួកគេប្រព្រឹត្តនេះដាក់នឹងហោះហើរស្រួលអីបាទมันស្រួលទេអ្នកដែលអ្នកដែលមានលុយច្រើនតែងតែគេតាមប្រមាញ់បាទបងប្អូនជាទូទៅប្រទេសណាមួយប្រទេសណាអ្នកឯងរស់ស៊ីអីបានចំណងពីណាខុសច្បាប់ឬមិនក៏ស្របច្បាប់គេត្រូវប្រមាញ់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ខុសច្បាប់យ៉ាងម៉េចទៅបាទណានេះយើងត្រូវមើលមនុស្សចេញមុខធ្វើទីផ្សារពិភពលោកអត់មានលញើទៅណាសោះហើយគេប្រាប់ពីចំណូលរបស់គេទៀតយ៉ាងម៉េចទៅបាទណាអានេះតែយើងត្រូវសិក្សាណាបាទប៉ុន្តែសិទ្ធិនឹងខ្លាំងប៉ុន្តែសិទ្ធិមួយនេះរត់តែខ្លាំងទៀតស្រីខ្លាំងមែនមកសតវត្សទី21មានមហាសិទ្ធិស្រីច្រើនអ្នកណាស់តោះនេះបាទចូលហាមួយខែ5លានគាត់នេះ2ឆ្នាំ7000លានគិតមិនថាគាត់មាននិយាយខែគាត់និយាយ2ឆ្នាំ7000លានជនជាតិប៊ុលការីមកដូចឥណ្ឌាអញ្ចឹងបងប្អូនណាស់ថាឥណ្ឌាតាមពិតមែនទេជនជាតិប៊ុលការីកើតនៅទីក្រុងសូហ្វីារៀនបញ្ចប់រៀនអាយុ10ឆ្នាំគាត់ទៅនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយគាត់បានរៀនបញ្ចប់នៅមហាវិទ្យាល័យហើយនឹងបន្តរៀននៅផ្នែកច្បាប់នៅឯ Oxford រៀនបដាធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន McKinsey McKinsey នេះជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ទីប្រឹក្សាឲ្យក្រុមហ៊ុនយយៈនៅលើពិភពលោកដូចជាក្រុមហ៊ុន IBM ក៏ធ្លាប់ត្រូវបានក្រុមហ៊ុន McKinsey នេះទៅសួរដែរពួកក្រុមហ៊ុនធំៗគេសួរគ្នាថាមកចឹងបានក្រុមហ៊ុនខ្ញុំលក់មិនសូវដាច់ឬមួយក៏មិនសូវមានចំណូលហ្នឹង McKinsey គេពិភាក្សាឲ្យអ្នកឯងខ្សោយអីអ្នកឯងមិនមានជំនាញអីក្រុមហ៊ុនអ្នកឯងចឹងក្រុមហ៊ុននេះជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ទីប្រឹក្សាហើយគាត់ជាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹង
គាត់ជា banker ជាអ្នកធនាគារជំនាញដែលធំបំផុតរបស់គាត់គាត់សិក្សា Bitcoin 7ឆ្នាំតើណាគាត់សិក្សាពីចំណុចខ្លោចខ្សោយនិងចំណុចខ្លាំងរបស់ Bitcoin ហ្នឹង7ឆ្នាំទើបគាត់បង្កើត OneCoin One Academy នេះឡើងតើណាអញ្ចឹងច្បាប់នៃហេតុនិងផលមិនដែលមានលុយ7000លានណាដែលចូលមកដាក់នៅមុខដោយអត់មានចំណេះដឹងទេតើនេះបងប្អូនណា7000លានក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមិនលុយនឹងហើមកដូចសັດមកមានហើចូលមកដល់នេះទេវាផ្អែកទៅលើចំណេះដឹងបញ្ញាញាណបច្ចេកទេសនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គេដើម្បីមិនគេរកអ្វីមួយបំរើឲ្យមនុស្សណាអញ្ចឹងគេហៅថាច្បាប់នៃហេតុនិងផលបើយើងមើលផលរបស់គាត់យើងដឹងតែហេតុរបស់គាត់ណែណាបើផលល្អក៏ព្រោះតែហេតុល្អដែរណាបើសិនជាហេតុមិនល្អគេមិនទុកគាត់ទេចាប់បានហើយអាហ្នឹងតែយើងត្រូវដឹងបាទបាទអញ្ចឹងគឺទស្សនៈវិស័យរបស់ដុកទ័ររុចានេះមាន3ធំធំទី1បង្កើតលុយអេឡិចត្រូនិកនេះដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពបងប្អូនកាន់លុយមកបាច់10000លុយដុល្លារឬមួយក៏20000ចេញពីធនាគារផ្នែកខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចដែរបាទមិនដែរបាទផ្នែកខ្លួនឯងនឹងចោលខ្លួនខ្លាចគេដណ្ដើមយកមែនទេបាទខ្លាចចោលប្លន់បាទបាទអញ្ចឹងហើយកំមើលឃើញចំណុចហ្នឹងនៅពេលដែលមនុស្សកាន់តែទូរស័ព្ទ1000000ដុល្លារនៅក្នុងទូរស័ព្ទមានចោលណាស់ដឹងទេបាទអត់ដឹងទេណាបើបើសិនពីចោលបណ្ដឹងថាលុយនៅក្នុងទូរស័ព្ទបើលៀនក៏ឆក់ពឹកសួររយោបានអត់អត់បានទេដោយសារអី password លេខកូដសំញាអ្នកឯងដឹងលេខកូដខ្ញុំអត់យកទូរស័ព្ទច្រើនពុត500តែបើលៀនតែនឹងខ្ញុំមាន password របស់ខ្ញុំខ្ញុំទិញទូរស័ព្ទថ្មីខ្ញុំឡក់ចូលមកបើលៀនតែមិនលៀនទៅដែរតោះទេណាអ្នកជា hack ផលដែលគាត់បង្កើតលុយនេះឡើងចំណុចទី2គាត់បានសរសេរ